Xin chào tất cả anh em nhá. Anh em ơi, hôm nay anh em tôi đi đào cua này. Đấy. Đây ở kia có quả cỏ hoa chuối này, chính là bé lắm. Đây suối này rất trong này. Có nhiều cá con lắm ấy. Nhưng bây giờ chắc là lạnh nên là đợi ban ngày nữa không thấy nó. Thấy không? Cái dụng cụ là một cái xà cậy nhá. Mấy con thì bé. Lại thấy ổ à? Mò xem con này xem sao. Nó hay bị tịt lỗ ấy. Nên nó cát nó dễ vùi lỗ tí không? Vùi lỗ là chịu anh ạ. Nó cứ vùi hết lỗ ấy. Khó tìm hơn. Đây rồi, một quả hoa chuối đây rồi. Đây các bác, một quả hoa chuối. Đó. Rồi. Chưa, hoa chuối rồi. Đi săn tiếp các bác ơi, có cua sẽ cho các bác cùng xem nhé. Đi kiểu này thú vị lắm các bác ạ. Những bác nào làm việc căng thẳng ấy, đi xả stress cái này rất là hợp lý đây. Còn anh em tôi thì không phải xả stress mà là đi chơi. Đi quay những cái gì hay hay cho các bác cùng xem. Ôi nhiều hoa chuối, ôi nhiều. Ban ngàn. Hoa chuối rừng các bạn ạ. Đây có mấy quả to to này. View các xem nhá. Đây quả này mới là quả to cả. Đấy. Cái này dụ lấy xuống to cực luôn. Đây. Đấy. Đây. Thấy không? Đây, 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 đấy. Kia nữa kìa, ôi, nhiều lắm. Những cái vách núi này hay có nhiều nấm lắm bác. Đây. Đây là những còn là địa bàn của nấm đấy. Ui dồi ôi, nhìn dưới rừng này. Bạt ngàn luôn. Đấy. Nó rơi xuống nó tạo ra một cái đường rất đẹp này. Nó sạch lắm. Trong sạch luôn. Úi dồi ôi, trong này cái thác này nó là tuyệt vời quá thôi.
hang lại đẹp mê ly luôn. Chả có ông em đang ngồi đứng phía trong rồi đấy. Đá trơn lắm. Rồi, rồi. Thác đẹp chưa? Vào gần nhá bác ơi, vào gần xem thác nước này xem. Ây da, vào đây mát mát. Mùa hè thì mát lắm mà đây đang mùa đông thì mạo ở rét này. Ui ôi. Như từ dưới lên trên nhá. Ui, cái này mùa hè thì nhiều nước. Đấy. Đẹp không quá. Khe này tắm tuyệt vời đấy, chỗ này khá là sâu đấy. Mùa hè chắc nước nó phải ngập lên đến chỗ kia. Đấy. Như đây là cái bờ nó khá là cao này. Đó. Đẹp tuyệt vời nha. Rồi, đi tìm cua tiếp nha con nhé. Chắc nó có gì hay đi tiếp. Đẹp thật. Đấy. Rừng tới rừng. Có cái quả gì này bác? Đang định cắt đi nhưng mà có quả gì không hay này. Đấy, nên sợi dây lên này. Đấy. Đây, quả bé bé này. Ôi nó ở cái tảng đá to. Ê, ê. Trơn trượt lắm đá này. Có gì phát hiện không? Sâu quá. Nó toàn ở sâu luôn đấy. Có ăn nhỉ? Hả? Có ăn phết nhỉ? Đi bên đêm cũng khó, bên đây nó toàn nằm ở cửa lỗ ấy. Ờ, xong nó lại ở dưới cái tán lá này khó nhỉ, tán lá mục ấy. Ừ. Thế rồi các bác ơi, lại có một cái khe suối đẹp kìa. Một thác thác nước. Khe suối là khe rồi. Thác nước cũng đẹp luôn. Úi giời, úi, trơn này. Chúng ta là trên này em chưa lên đây bao giờ. Ừ. Thật mấy anh là như thế. Ừ. Lên nữa không biết là thế nào nhỉ. Có đường lên đấy. Đi tiếp xem sao. Có gì thú vị không? Đây, cua đây. Đấy, bác thấy không? Đấy. Cái này mùa hè tắm này sướng anh ơi. Đây các bạn, nó hay có ở những chỗ đất đùn đùn như này này. Đấy, mình mò vào đây tìm nhá. Có lỗ đây. Nhiều lỗ lắm. Càng vào rừng càng nhiều hết mà. Ừ.
lại cua đá này. Ừ. Người nước ngập vào đây, không biết bắt cái gì nữa. Lại mất lỗ à? Cái kiểu đang mua. Một cái mất lỗ mất không? Nó cứ có cát nó vùi xuống mất ngay lỗ. Ừ. Họ bắt hết. Chặt quá. Không được. Nó ở đất cơ anh nhỉ? Ừ. Chỗ ít nước vậy anh ạ. Nước mới hay có mà nó dễ bắt hơn nhỉ. Kìa kìa kìa, có con dưới nước kìa. Đấy, có con dưới nước kìa. Thử xem bắt được không? Ái da mẹ, trơn. Thôi từ từ thôi. Trơn đấy thôi. Ừ. Sâu không? Nhớ mừng ngay thôi. Ừ. Đó, sâu. Bắt lấy nó. Đấy, một con kia nữa kìa. Ê, kìa. Đấy. Nhưng mà chú kia chắc là sâu hơn rồi. Em thử bước ra đây được không? Em đến trên kia. Ôi, con tôm nè. Đâu? Kìa, kìa một con nữa. Cua kìa. Ê, con kia to đấy. Ừ. Ê, trong này chứng tỏ là nhiều đấy. Ừ. Em sợ bị ướt bây giờ. Con tôm đây này bác. Đây con tôm. Tôm này. Đây này. Đây bắt con. Ê. Ê. Ao 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 ao. Nó kẹp. Nó đi đâu rồi anh? Kia đây nó vẫn ở đây đây nó. Ô thôi thôi thôi. Sầu quá. Ao. Tí tỏ là ở trong anh. Ao. Nó cắn nó kẹp mẹ nó cua là ở dưới đây. Ờ đây hai con cua này nó kẹp đau lắm. Cho vào túi này kẹp nhau nhá. Đây cho vào túi hết rồi bác. Ô nó kẹp là đỏ hết tay. À đói tay chỗ này này. Úi giời. Hay rồi đấy. Để nước ấm ấm nó ra hay sao á. À, bên này thấy có một con rùa giống. Con điện thoại chưa? Bên này có một con chỗ kia rùa giống, có một con cua. Mình mò sang xem sao nhé. Ơi. Ủa sơn lắm ạ. Đây này giống con cua cũng phải. À không phải là con đá đâu. Con cua quá. Ôi. Trơn. Đá nó trơn quá. Nay này phải đi ủng. Đi rừng là phải đi ủng nhưng lúc đi ủng vào chỗ vách đá rất là khó đây. Quá là trơn nha. Để lên theo này nha. Lên khó lắm bác ạ.
đi vừa phải quay điện thoại. Ôi giời ơi. Ô. Trên đây là còn một cái vũ kinh khủng nữa nè. Ui, cái khe suối còn dài ra nữa cơ. Thôi. Đấy, ở những cái khe này giờ này cứ hơi tối nhưng không có cua. Ôi giá, không có được đâu nè. Cái rễ cây ở dưới nhé. Nước đẹp không? Rất đẹp bạn. Thôi đi tiếp nha bác nhá. Chốc thấy cua. Cho các bác xem cùng. Vui lắm bác. À, đã qua cái ông đẹp chưa? Đấy, quay ra đây. Sáng hơn hẳn luôn. Sáng thấy nhìn đẹp chưa? Ừ. Mùa này ít nước rồi, mùa thiếu nước chắc là tuyệt vời. Thang là quá là mỹ mãn. Đấy. Có cái thân gỗ nào trôi từ đâu về này. Cắm thẳng lên đây. Đấy. Ngọn thì vướng bên kia, không xuống được. Ừ. Có cá đây các bạn ạ. Lạnh. Đẹp thế. Đây các bác ơi, đây có cái rêu này. Rêu này rêu xanh non này. Đấy, xanh non mơn mởn này. Đấy, màu mạ, màu lá mạ đấy, màu lá nón chuối như vậy. Đây. Óng mượt như kiểu là tóc vậy. Như lụa, đấy. Rêu này đem ăn được nha các bác nhá. Đây, rất nhiều đây. Rồi, ở kia còn có một số xanh xanh rồi. Đấy. Nó cái vách đá nước chảy rồi. Chỗ này sạch thì không phải bàn rồi. Đấy. Đấy. Chúng nó làm món rêu nhá, rêu nó canh nhá. Rồi lên trên tiếp. Đó, đây, vẫn còn đường lên nữa kìa. Nhưng vách đá trơn trượt lên hơi khó, tôi không quay được, các bác thông cảm nhá. Đấy các bác ơi, bây giờ đã trèo lên đến đỉnh này. Lên đến đỉnh khác, ban nãy view này, đấy. Gỗ bên nó thành ở dưới rồi. Đấy, nãy tôi đi đường này. Đấy, lên đây, lên tít lên đây. Vòng vào đây, bỏ qua đây. Vách đá này rất là dốc. Đấy. Giờ đồng chí kia đã lên trên kia rồi. Đồng chí này đi dép. Đây các bạn, đây là có cái cánh rừng già này. Đấy, cây rất là to luôn. Kia ở kia có một cái tổ quạ ngoài lan các bạn. Đang định nói với bác là đồi này là hay có lan đấy. Đấy. Rồi, hành trình tiếp. Xong lắm à. Đây các bác ơi, nhìn cái quả gì rồi. Ôi giời. Xài chi chít luôn. Bên này cũng còn một buồng nữa này. Ôi giời. Quả gì đây nhỉ? Rồi. Đấy thấy chưa? Ôi giời. Đấy. Nhiều chưa? Ba buồng.
Đấy, bên kia một buồng nữa vào. Mỗi buồng là phải tạ. Quả? Ừ. Rồi, ba buồng thôi. Ngoài. Đấy. Úi giời. Rồi. Đây các bác, đi theo đường gặp cái cây quả gì này. Nhìn rất là ngon, đẹp mắt và ngon, nhưng không biết ăn được không. Không dám ăn. Quay các bác xem nhé. Nhìn nó giống quả mâm xôi á, không biết ăn được không. Ôi, lá nó rậm lắm. Nhìn như trứng cá ấy. Đấy các bạn, nhìn như trứng cá này. Đấy. Đây, cây rất nhiều quả luôn. Rồi, hành trình tiếp theo là chuyển đi khe khác, khe này bắt đầu hết rồi các bạn. Đây các bác ơi, bây giờ là về thôi, đây cua được bằng này đây. Đấy, được một túm. Không được nhiều lắm, hôm nay lạnh chắc đấy, cua không ra. Rồi, chào các bác nha, hẹn các bác video tiếp theo nha. Đây, ra đến chỗ để xe rồi.